Xin chào tất cả mọi người, welcome back. Mình là Hải Triều từ Ice Spider. Như các bạn đã biết, năm 2022 sắp đến rồi. Và video này, mình mong các bạn sẽ biết được kế hoạch quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất là gì nha. Let's go. Thế thì tại sao quản lý thời gian được gọi là một kỹ năng cần thiết? Trong thực tế, có rất nhiều người mải mê học những kỹ năng như là giao tiếp, sử dụng máy tính, sử dụng ngôn ngữ, nhưng họ lại quên đi mất quản lý thời gian cũng là một kỹ năng vô cùng cần thiết cho bản thân. Với kỹ năng quản lý thời gian, bạn có thể dễ dàng nắm bắt lý thuyết, nhưng thực hành trong thực tế mới thực sự quan trọng. Vì có thể tận dụng thời gian đúng lúc, đúng chỗ hay không, có thể quyết định đến thành công hay thất bại của cả một vấn đề. Người biết nắm bắt và quản lý thời gian một cách hợp lý sẽ dễ dàng hoàn thành được mọi việc và sớm đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Đây là hướng dẫn kỹ năng quản lý thời gian hợp lý. Đầu tiên, hãy lập kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Đầu tiên, để quản lý thời gian của bản thân, bạn phải tập thói quen lên kế hoạch mọi thứ trước khi làm. Khi có kế hoạch cụ thể, hãy ước chừng cả thời gian có thể hoàn thành mỗi công việc bên cạnh để tiện cho việc sắp xếp thời gian của mình. Khi lập kế hoạch, nhớ chú ý liệt kê chi tiết, đánh dấu làm những công việc thực sự cần thiết trước. Những việc có thể sắp xếp lại phía sau, hãy để tránh hao hụt thời gian. Có nghĩa là bạn nên sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Điều này cũng giúp bạn không vô tình bỏ qua hay là bị trì trệ những công việc quan trọng. Nếu có thời gian, bạn nên lập kế hoạch sẵn cho một tuần hay một tháng và liên tục cập nhật những thay đổi này trong bản kế hoạch của mình nha. Thứ hai, xác định mục tiêu cho bản thân và thường xuyên tổng kết công việc. Một cách để quản lý thời gian của bản thân hiệu quả đó là bạn nên thường xuyên xác định mục tiêu của bản thân mình. Chắc chắn khi có mục tiêu rõ ràng thì bạn sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì, đúng không? Điều này sẽ giúp cho bạn tận dụng thời gian đúng lúc, đúng chỗ và không bị lãng phí thời gian nào vào những vấn đề mà không cần thiết. Bên cạnh đó, bạn nên nhớ rằng sau mỗi ngày hoàn thành công việc nên tổng kết lại chúng một cách khoa học, từ đó rút ra những kinh nghiệm và xem thử mình đã làm được gì và bỏ sót gì. Các bạn ơi, số 3, hình thành tính tự giác và chủ động với mọi vấn đề. Sắp xếp thời gian cho bản thân rất quan trọng nhưng cũng không được bỏ qua tính tự giác nha. Thực tế cho thấy những người có tính tự giác và chủ động với mọi tình huống thường sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn rất là nhiều, đúng không các bạn? Do đó, các bạn nên tập cho mình tính tự giác làm mọi việc mà không cần ai nhắc nhở. Mọi kế hoạch cũng nên chủ động thực hiện để tiết kiệm được thời gian tối đa. Ok các bạn ơi, trên đây là những lý do và phương pháp làm thế nào để mình có thể kiểm soát thời gian một cách hiệu quả nhất. Và mình mong vào năm sau, năm 2022, vào đầu năm chúng ta hãy bắt đầu sử dụng những phương pháp này và hãy thật sự kiểm soát kế hoạch làm việc của mình để năm sau là một năm tưng bừng thành công nhất của các bạn nha. Thì nên nhớ, this is Kelvin, see you next time, goodbye. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.